Ta sẽ đi vào một cái bài này cũng khá là mới trong chương trình, đó là điện tâm đồ block dẫn truyền trong thất. Thì điện tâm đồ block dẫn truyền trong thất sẽ gồm những cái gì? Block dẫn truyền trong thất thì chúng ta biết rằng đối với cả một quả tim bình thường, xung động được dẫn truyền từ nút xoang đến nút nhĩ thất, và từ nút nhĩ thất này được đi theo mạng lưới Purkinje và chia ra làm nhánh phải và nhánh trái. Thì đối với nhánh trái thì chúng ta có hai nhánh, đó là nhánh trái trước và nhánh trái sau. Vậy nôm na là các loại block dẫn truyền trong thất, tức là những cái dẫn truyền sẽ bị tổn thương khi nằm dưới nút nhĩ thất. Dưới nút nhĩ thất trở đi sẽ bao gồm là nhánh phải, nhánh trái, hoặc là chỉ tổn thương một phân nhánh trái trước hoặc một phân nhánh trái sau. Trường hợp khó hơn đó là block hai phân nhánh. Trường hợp khó hơn nữa thì đó là trường hợp block ba phân nhánh. Thì mục tiêu hôm nay của chúng ta sẽ học về ba cái vấn đề này. Thì đầu tiên đối với block nhánh phải, thì block nhánh phải các bạn có thể gặp, hay các bạn đi khám thì có thể gặp ở người bình thường mà không có bệnh tim thực tổn. Vì theo nghiên cứu thì thấy là có tỷ lệ là 1,8 phần nghìn gặp block nhánh phải ở những người có lứa tuổi từ 16 đến 55 tuổi, và có 1,3 phần nghìn gặp ở những trường hợp trẻ tuổi dưới 30 tuổi. Và đối với những trường hợp mà từ 30 đến 44 tuổi là sẽ tăng lên từ 2,0 đến 2,9 phần nghìn. Và đặc biệt là tỷ lệ block nhánh này nó sẽ tăng lên theo tuổi. Đối với người từ 50 tuổi thì tỷ lệ gặp này chỉ là 1%, nhưng tăng lên 17% ở những cái tuổi 80. Thì có một cái dấu hiệu là những cái trường hợp mà tăng block nhánh gặp ở những tuổi già thì tỷ lệ xuất hiện block nhánh phải cao gấp 2 lần block nhánh trái. Và đây là dấu hiệu để thể hiện rằng có sự thoái hóa của đường dẫn truyền bắt đầu xảy ra ở những người này và những người cao tuổi. Thì tiêu chuẩn của block nhánh phải theo WHO và ISFC thì là chúng ta sẽ có là đối với block nhánh hoàn toàn thì chúng ta sẽ có độ rộng của phức bộ QRS là lớn hơn 120 mili giây. 120 mili giây trên điện tâm đồ sẽ là bao nhiêu ô nhỏ? 3 ô nhỏ. Thì mỗi ô nhỏ trên điện tâm đồ bình thường với tốc độ chạy 25 mili giây, chúng ta sẽ có ghi nhận được là 40 mili giây, tức là 0,04 giây, thì chúng ta sẽ có là độ rộng phức bộ QRS lớn hơn 3 ô nhỏ, thì sẽ là gọi là block nhánh phải hoàn toàn. Có hình ảnh là RSR phẩy hoặc RSR phẩy với R phẩy lớn, hoặc là R với sóng S lớn và sóng R phẩy lớn ở chuyển đạo V1 hoặc V2, hoặc là với cái sóng R rộng có móc, tức là dạng RR phẩy mà không có sóng S. Đặc biệt có một cái tiêu chuẩn tiếp theo là sóng S phải rộng lớn hơn 40 mili giây ở chuyển đạo V6 hoặc D1. Thế thì cái này chúng ta lát nữa chúng ta sẽ nói, và cái tiêu chuẩn này tôi nhấn mạnh với các bạn cực kỳ quan trọng. Và thời gian đầu từ quýt vựa QRS đến đỉnh sóng R bình thường ở V5 và V6 nhưng lớn hơn 50 mili giây ở V1. Cái thời gian đầu từ đầu QRS đến đỉnh sóng R nó được gọi là nhánh nội điện. Nhánh nội điện thì sẽ đối với block nhánh nào thì nhánh nội điện sẽ xuất hiện muộn ở phía bên đó. Nếu block nhánh phải thì nhánh nội điện sẽ xuất hiện muộn ở nhánh bên phải. Tức là khoảng bắt đầu QRS đến đỉnh sóng R, hoặc trong trường hợp mà chúng ta có hai sóng R thì sẽ đến đỉnh của sóng R phẩy tiếp theo lớn hơn 50 mili giây. Và tiêu chuẩn trong trường hợp mà gọi là block nhánh không hoàn toàn thì tức là mức độ rộng của QRS thì từ 100 đến 119 và có hình dạng điện tâm đồ giống như block nhánh phải hoàn toàn. Đây là các hình dạng của block nhánh phải hoàn toàn ở chuyển đạo V1. A là cái hình dạng là điện tâm đồ bình thường. Đối với trường hợp thứ hai các bạn, đây là cái dạng R nhỏ, S nhỏ và R phẩy lớn. Chúng ta có một sóng S nhỏ ở giữa. Trường hợp thứ ba, B kia, đó là dạng R nhỏ ở V1, R nhỏ, S lớn và R phẩy lớn. Ở V2 chúng ta có dạng RR và không có sóng S. Vì sóng S không xuống dưới được cái phức bộ QRS, nó gọi là có notch, tức là có móc ở phức ở sóng R. Và chúng ta nhìn thấy rõ hơn ở chuyển đạo ở cái hình ảnh C kia, đó là sóng R RR phẩy không có sóng S. Vậy bản chất tại sao nó lại hình thành được cái dạng tay thỏ như thế? Đó là khi chúng ta block hoàn toàn đường dẫn truyền phía bên phải, xung động từ trên nút nhĩ thất đi xuống, không đi sang nhánh phải mà đi sang nhánh trái và khử cực qua hai nhánh trái trước và nhánh trái sau. Thì khi thời điểm đó, thời điểm nhánh trái sau sẽ khử cực trước, nhánh trái sau khử cực trước và tạo nên một cái sóng móc phía bên phải của V1, thì khử cực từ bên trái sang bên phải chúng ta sẽ tạo ra một sóng dương nhỏ tại V1, và sau đó là khử cực toàn bộ thất trái thì chúng ta sẽ ra một cái sóng S ở chuyển đạo V1 tiếp theo.
Và trong thời điểm sau khi đã cực cực bên trái xong thì cái phân nhánh trái sau bắt đầu cực cực từ V6 và đi sang và tạo ra một cái sóng R thứ hai. Tức là bản chất là chúng ta hình thành hai sóng dương do hai luồng điện cực đi từ bên nhánh trái trước và nhánh trái sau cực cực sang. Đó là chúng ta đó là lý do tại sao mà hình ảnh ở V1 luôn luôn có hai cái tai hiện lên và đó gọi là hai cái tai thỏ. Đây là điện tâm đồ của một hình ảnh block nhánh phải không hoàn toàn, các bạn có thể thấy đây ạ. Nhìn ở V1 thì chúng ta có dạng RS, R phẩy. Nhưng mà phức bộ QRS thì sao ạ? Phức bộ QRS trong trường hợp này chưa đủ đạt đến 120 mili giây. Nên trường hợp này chúng ta đánh giá là bệnh nhân là có block nhánh phải không hoàn toàn. Thì có một đặc điểm đối với block nhánh phải là sóng tê âm luôn luôn âm đảo chiều ở phức bộ QRS ở V1 và V2 và chuyển tiếp dần sang dương ở chuyển tạo V3. Và sóng T này nếu trong trường hợp bình thường sẽ phải luôn luôn dương ở các chuyển đạo bên trái là V4, V5 và V6. Vì vậy nếu trong trường hợp mà sóng T âm ở các chuyển đạo bên trái sẽ trong trường hợp của block nhánh phải sẽ luôn luôn gợi ý là bệnh nhân có bất thường. Đây là một hình ảnh block nhánh phải, phía bên trái là một hình ảnh block nhánh phải bình thường. Chúng ta nhìn thấy sóng tây âm ở chuyển đạo V1 và V2 chuyển tiếp dương dần sang V3, V4 và V5 và V6. Nhưng ngược lại, cái phía bên phải chúng ta các bạn có thể nhìn thấy sóng tây âm toàn bộ từ V1 đến V6. Thì trường hợp phía bên tay phải các bạn là trường hợp block nhánh phải nhưng có kèm theo nhồi máu cơ tim và đây là tổn thương ở động mạch liên thất trước. Đây là một điều mà các bạn luôn luôn phải chú ý. Vậy block nhánh phải có thể gặp trong những trường hợp như nào? Trong trường hợp nhồi máu cơ tim là chúng ta quan ngại nhất thì nghiên cứu thấy rằng là block nhánh phải có thể xuất hiện từ 3 đến 29% trong trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. Và ngày xưa chúng ta được tiêu chuẩn chẩn đoán cũ là chúng ta thấy rằng bệnh nhân có block nhánh trái mới xuất hiện có thể là gợi ý đến nhồi máu cơ tim, nhưng hiện nay theo tiêu chuẩn và cũng như nghiên cứu mới thì việc xuất hiện block nhánh phải mới xuất hiện so với trước đó cũng gợi ý là việc thiếu máu cơ tim, vì cái nhánh đầu tiên của động mạch liên thất trước là cấp máu cho cái vùng nhánh phải này. Và đối với block nhánh phải thì thường kèm theo block phân nhánh trái trước do là tổn thương của đoạn đầu của động mạch liên thất trước. Và thực tế thì thấy rằng là tỷ lệ tử vong và tiên lượng ở bệnh nhân mới xuất hiện block nhánh phải tồi hơn với nhóm bệnh nhân có block nhánh phải từ trước. Và có một cái đặc biệt là những trường hợp mà bệnh nhân sau can thiệp nhồi máu cơ tim tái thông mạch vành mà vẫn còn block nhánh phải thì thường có tiên lượng xấu hơn. Đây là một trường hợp mà nhồi máu cơ tim block nhánh phải hoàn toàn, các bạn nhìn thấy đấy. Trường hợp này thì chúng ta có cái sóng T âm hết ở cả V4, V3, V4 và đến V5 thì đoạn ST nó chênh vòm lên. Đây là một trường hợp là sau nhồi máu cơ tim tiến hành can thiệp, chúng ta không nhìn thấy cái sóng R nhỏ khởi đầu ở V1 và V2 nữa, do là cái nhồi máu cơ tim đã hình thành sóng Q ở phía trước đó thì chúng ta không nhìn rõ cái dạng tai thỏ. Và đây là một trường hợp là sau tái tưới máu rồi mà bệnh nhân vẫn còn block nhánh phải. Ở trường hợp này thì cái bệnh nhân có tiên lượng tồi hơn những trường hợp khác. Và block nhánh phải chúng ta cũng có thể gặp ở trong những cái bệnh lý khác, ví dụ như là tăng huyết áp, bệnh mạch vành thấp tim, bệnh mạch phổi, bệnh phổi cấp hoặc là mãn tính, bệnh cơ tim thoái hóa hệ dẫn truyền. Bệnh nhân có thể gặp block nhánh phải thoáng qua vĩnh viễn sau chấn thương hay là can thiệp mạch vành với những các việc chúng ta luồn các ống thông dụng cụ và gây tổn thương cơ học ở vùng block vùng nhánh phải. Đôi khi chúng tôi chốt RF cũng gây ra tình trạng như thế này. Và hay gặp nhất là sau mổ tim sửa toàn bộ như bệnh nhân Fallot 4, có bệnh nhân thông niên nhĩ, hẹp eo động mạch chủ và Epstein, hay là trường hợp là loạn sản thất phải. Và nguyên nhân gây xuất hiện block nhánh phải hoàn toàn hoặc không hoàn toàn có thể gặp đó là trong trường hợp là rung nhĩ, cuồng nhĩ hoặc cơn nhịp nhanh với tần số nhanh do nhánh phải và nhánh trái, thì nhánh phải là nhánh có thời gian trơ dài nhất, vì vậy nó dễ bị block nhất khi xuất hiện nhịp nhanh và đáp ứng quá nhiều. Và trường hợp tiếp theo đó là những trường hợp nhồi máu phổi cấp hoặc nhồi máu cơ tim, do những trường hợp này là suy tim cấp dẫn đến là giãn cấp của cái thất phải và khiến cho cái nhánh phải nó bị đơ ra. Và trường hợp các bạn có thể gặp là tăng gánh thất phải, như trường hợp thất phải phì đạn và giãn khiến cho chậm trễ đường dẫn truyền như chúng ta đã xem của cái hình ảnh tim trước. Những trường hợp mà thông liên nhĩ để lâu ngày các bạn có thể thấy là bùng thất phải giãn, hay gặp block nhánh phải không hoàn toàn kèm theo BAV1. Và có một trường hợp hay gặp nhất đó là sau mổ bắt cầu nối chủ vành và bệnh nhân ghép tim thì cơ chế xuất hiện block nhánh phải chưa thực sự rõ ràng và đến nay vẫn còn đang cần được nghiên cứu thêm. Vậy chúng ta đánh giá tăng gánh thất khi có block nhánh phải hoàn toàn có đánh giá được không?
Thì thực ra là có nhiều nghiên cứu, lúc đấy chúng ta đi nhanh, thực ra có nhiều nghiên cứu, đó là nghiên cứu của Baker và Valencia, thì thấy rằng là nếu trong trường hợp chúng ta ở lốc nhánh phải hoàn toàn có sóng R phẩy, tức là cái sóng tai thỏ phía sau đấy ạ, lớn hơn 1,5 mV, tức là lớn hơn 1 ô rưỡi nếu có lốc nhánh phải hoàn toàn, hoặc là lớn hơn 1 ô nếu lốc nhánh phải không hoàn toàn, chúng ta có thể coi đó là trường hợp tăng gánh thất phải. Còn tác giả khác là tác giả Minor thì thấy rằng là nếu mà chụp điện tim quay phải mạnh từ dương 110 đến dương 270 có dạng R trên S hoặc R phẩy trên S phẩy ở V1, R hoặc R ở V1 lớn hơn 0,5 mili giây thì có thể chẩn đoán tăng gánh thất phải. Nhưng tuy nhiên sau thời gian chúng ta thử dụng áp dụng những cái tiêu chuẩn này thì nhận thấy rằng sai hết. Và việc vì vậy đối với trường hợp lốc nhánh phải hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, chúng ta không đánh giá bệnh nhân có tăng gánh thất được nữa. Tuy nhiên có một cái điện tâm, cái mà nhấn mạnh với các bạn về mặt tiêu chuẩn, đó là tại sao khi chúng ta làm một cái điện tim thì bao giờ các bạn cũng phải nhớ rằng V1, V2 và V5, V6 là có cái hình ảnh đối xứng nhau. Khi chúng ta có dạng lốc nhánh phải hoàn toàn ở dạng R của V1 và V2 thì ngược lại chúng ta sẽ nhìn thấy ở V5 và V6 sẽ có sóng S dạng khía hoặc là giãn rộng tương tự như sóng R ở V1 và V2. Thì vì vậy trong trường hợp những trường hợp mà chúng ta gặp điện tâm đồ dạng lốc nhánh phải nhưng sóng S ở V5 và V6 lại là một sóng S nhọn thì trường hợp này các bạn phải cẩn thận, vì đấy là gợi ý đến hội chứng, một hội chứng nguy hiểm, đó là hội chứng Rugada. Và đây là cách để cho các bạn phân biệt xem là lốc nhánh phải hoàn toàn hay là do tổn thương kênh ion trên nền bệnh nhân Rugada. Có rất nhiều trường hợp mà chúng ta có thể gặp dạng lốc nhánh phải, ví dụ như trường hợp Rugada type A, dạng chênh chênh lên hình hình thác đổ đấy ạ, và trường hợp thứ hai là chênh lên theo dạng yên ngựa. Trường hợp thứ ba chúng ta có thể gặp là lốc nhánh phải không hoàn toàn ở V1 và ở V2, chúng ta thấy V2 và V3 chúng ta thấy có hiện tượng tái cực sớm, tức là cái đoạn bắt đầu khởi động của đoạn ST thì nó cao hơn so với đoạn đường đẳng điện. Thì những trường hợp này hay gặp nhất ở bệnh nhân bị lõm xương ức. Vì vậy khi chúng ta làm cái điện tim thì đôi khi nếu những cái trường hợp bất thường chúng ta đôi khi cũng phải ra ngó sang ngực bệnh nhân một chút. Thì những trường hợp này khi xương ức lõm vào khiến cho V1, V2 và V3 nhìn sát vào quả tim hơn và khiến cho cái sự thay đổi điện tim này nó rõ rệt. Cuối cùng đó là những trường hợp cuối cùng thì bên kia đó là những trường hợp mà chúng ta nhìn thấy lốc nhánh phải nhưng ở cái phía đoạn ST có sự lăn tăn của một sóng gọi là sóng epsilon, đấy là trường hợp mà bệnh nhân có loạn xạ thất phải và gây ra nhiều rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái block nhánh khác, đó là block nhánh trái. Thì block nhánh trái theo tiêu chuẩn cũng luôn luôn phải là block nhánh trái hoàn toàn khi phức bộ QRS lớn hơn hoặc bằng 120 mili giây, và V5, V6 và AVL là những chuyển đạo phía bên trái sẽ có sóng R rộng và có móc. Và ngoại trừ AVL thì không có sự xuất hiện sóng Q ở cái chuyển đạo bên trái. Và nhánh nội điện muộn ở phía bên trái, tức là V5, V6 lớn hơn hoặc bằng 60 mili giây. Và ngược lại nhánh nội điện muộn này thì bình thường ở cái chuyển đạo V1, V2 là phía bên phải. Có một cái là khi các tác giả ghi nhận cái điện đồ His, là khi chúng tôi thăm dò địa sinh lý, thì các tác giả đo cái khoảng HV, tức là khoảng dẫn truyền từ nút nhĩ thất đến cực cực thất. Thì trong trường hợp lốc nhánh trái không hoàn toàn thì cái đoạn cực cực này không thay đổi. Nhưng trong trường hợp mà lốc nhánh trái hoàn toàn thì nó kéo dài cái khoảng cực cực này ra. Vậy cơ chế của cái dạng R trên S ở V6 sẽ là như thế nào? Thì bản chất bên phải chỉ có một nhánh thôi, bên phải chỉ có một nhánh phải thôi, nên cực cực từ nó sẽ vòng sang nhánh phải và đi ra, nên chỉ tạo ra một cái dạng sóng R lớn ở V6 chứ không ra dạng tai thỏ nữa. Đó là cái lý do tại sao mà ở V6 các bạn không nhìn thấy dạng tai thỏ giống như ở V1, V2 trong trường hợp lốc nhánh phải. Đây là hình ảnh cái khoảng cực cực HV trong lốc nhánh trái. Trường hợp này các bạn có thể nhìn thấy điện tim là một trường hợp lốc nhánh trái không hoàn toàn. Chúng ta có phức bộ QRS ở V5 và V6. V5 và V6 dưới 120 mili giây, và V5 V6 có dạng R lớn, và cái R lớn là có một chút cháp móc ở phía đằng sau đấy ạ. Nên trường hợp lốc nhánh trái không hoàn toàn. Trường hợp này là một trường hợp lốc nhánh trái hoàn toàn thì chúng ta nhìn thấy ở V5 và V6 sóng R lớn và có móc. Tiếp theo là phức bộ QRS thì giãn rộng lớn hơn 120 mili giây. Rất dễ đúng không?
Một số trường hợp hay gặp đó là trường hợp block nhánh trái không điển hình. Đó là chúng ta sẽ gặp một dạng điện tâm đồ phức bộ QRS giãn rộng lớn hơn 120 mili-giây. Thì chúng ta bắt đầu đi tìm xem là nó block nhánh gì. Không biết là block nhánh gì cả, vì nó không có dạng R lớn ở V5, V6, cũng không có dạng tay thỏ ở V1, V2. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Thì thời điểm đấy, muốn biết block nhánh nào thì các bạn phải đo từ khởi đầu phức bộ QRS đến đỉnh sóng R ở phía bên nào. Cái khoảng đấy dài hơn thì sẽ là block nhánh đó. Thì trường hợp này chúng ta thấy là cái phức bộ QRS ở ngay chuyển đạo V1 ở V2 gần như trùng luôn với cả thời điểm phức bộ mà sóng R, và gần như vẫn bắt đầu trùng với cả phức bộ QRS. Nhưng ở V5, V6 thì cái sóng đỉnh sóng R nó dài hơn. Thì trường hợp này cũng tương tự như vậy, đó là một cái tổn thương khiến cho cái trục tim nó quay sang bên trái, khiến các bạn phải làm thêm chuyển đạo V7, V8, V9 thì mới nhìn rõ được cái dạng block nhánh trái. Hay tương tự như một trường hợp khác, cái trường hợp là có Q ở chuyển đạo AVL, thì chúng ta có thể nhìn thấy là trường hợp này sóng R ở V5, V6 không phải là một sóng dương mà lại có dạng tai thỏ. Nhưng chúng ta áp dụng tiêu chuẩn của nhánh nội điện muộn thì chúng thấy rằng là cái khử cực của nhánh nội điện muộn ở V5, V6 là muộn hơn so với V1, V2, qua đó khẳng định là bệnh nhân này là có block nhánh trái. Thì đối với block nhánh trái thì thường gặp ở bệnh nhân có bệnh tim thực tổn hơn là block nhánh phải, và hay gặp là phì đại thất, bệnh cơ tim giãn, sơ hóa cơ thất, thiếu máu cục bộ, cơ tim, bệnh cơ tim đặc biệt khác, và hay gặp là do viêm, tăng cali máu ngộ độc hoặc quá liều digitalis. Tỷ lệ này thì gặp thì thường là thấp, khoảng 4/1000 ở người 50 tuổi, 67/1000 ở người 80 tuổi. Và đặc biệt là đối với trường hợp mà block nhánh trái, khi các bạn làm siêu âm tim, bệnh nhân sẽ có hình ảnh giảm, mất hoặc là vận động nghịch thường ở vùng vách lên thấp. Cái trường hợp block nhánh trái chúng ta không thể đo được siêu âm tim theo hướng tách côn nữa, mà chúng ta phải dùng phương pháp khác, ví dụ như phương pháp Simpson. Và nếu block nhánh trái thì chúng ta sợ về block nhánh trái hơn, nhưng thực tế rằng nếu block nhánh trái mà không kèm bệnh tim thực tổn thì không ảnh hưởng đến tiên lượng. Vậy đối với trường hợp mà block nhánh trái mà khi có chúng ta muốn chuẩn đoán bệnh nhân có tăng gánh thất trái thì thực ra là vẫn có một tiêu chuẩn. Đó là trường hợp là chúng ta dùng S ở V2 cộng R của V6 lớn hơn 4.5 mV, và QRS, nếu mà QRS giãn rộng trên 160 mili-giây và có tăng gánh nhĩ trái thì có thể chuẩn đoán được là trường hợp này là có tăng gánh của thất trái. Mặc dù vậy, cái độ nhạy và độ đặc hiệu cái này chỉ ở khoảng 85% thôi, thì chúng tôi không yêu cầu các bạn phải áp dụng. Có một cái đó là block nhánh trái nếu mà thường có kèm thêm nhồi máu cơ tim thì chúng ta sẽ phải chuẩn đoán như thế nào. Thì đối với block nhánh trái thì chúng ta sẽ có một tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn khá là kinh điển, nó là tiêu chuẩn Sabosa. Thì tiêu chuẩn Sabosa sẽ đánh giá là ST chênh lên với các đạo trình phức bộ QRS dương, thì mỗi cái chênh đấy là tính chênh 1 mm thì tính 1 điểm, thì tối đa là 5 điểm. Và ST chênh xuống lớn hơn 1 mm trong đạo trình từ V1 đến V3, cứ mỗi cái chênh xuống 1 mm thì tính ra là 1 điểm. Hoặc là ST chênh lên lớn hơn 5 mm trong một đạo trình và QRS âm 2 điểm. Thì nếu tổng số điểm của bệnh nhân này là lớn hơn 3 điểm thì độ nhẹ và độ đặc hiệu là 90%. Nhưng một số trường hợp có những cái dấu hiệu khác đặc thù hơn cũng tương đối nhạy để giúp các bạn chẩn đoán nhồi máu cơ tim nếu có kèm block nhánh trái. Đó là có sóng, có móc ở sóng S trên chuyển đạo V3, V4, V5, đó là dấu hiệu Canberra. Hoặc là có móc ở sóng R trên chuyển đạo D1, AVL, V6, đó là dấu hiệu Chapman. Thì cái đấy là cái cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta chẩn đoán là block nhánh trái có kèm nhồi máu cơ tim. Và cuối cùng thì cũng nhấn mạnh cho các bạn là thời khoảng nhánh nội điện muộn phức khởi động từ phức bộ QRS đến đỉnh của sóng R sẽ giúp chúng ta khẳng định xem là bệnh nhân này là có block nhánh trái hay nó là block nhánh phải, chậm trễ dẫn truyền ở đâu. Và có một cái là khi trường hợp chúng ta gặp block nhánh thì luôn luôn sẽ có một cái sóng T âm đảo chiều, và chúng ta cần phải phân biệt sóng T này là những trường hợp, đặc biệt là những trường hợp mà block nhánh không hoàn toàn, thì cái sóng T này là cái sóng T thiếu máu hay là cái sóng T của phì đại. Thì nếu với trường hợp mà sóng T thiếu máu thì đoạn ST thường đi ngang tương đối bằng với đoạn đẳng điện, và cái T âm thường là có cân và đối xứng và nhọn. Còn trong trường hợp mà nó là do nguyên nhân của dày thành thất thì chúng ta sẽ gặp là cái đoạn bắt khởi đầu của đoạn ST thường chênh xuống thấp hơn so với cả đường đẳng điện. Chúng ta đi vào phần tiếp theo, đó là block phân nhánh. Thì chúng ta sẽ có
lúc phân nhánh trái trước và phân nhánh trái sau. Thì phân nhánh trái trước, đối với trường hợp lúc phân nhánh trái trước thì điện tâm đồ các bạn sẽ thấy là phức bộ QRS thường giãn rộng hơn bình thường đối với lúc phân nhánh, nhưng mà nó sẽ không kéo rộng như trường hợp là lúc nhánh trái và lúc nhánh phải. Và thấy rằng là phức bộ QRS khi có lúc phân nhánh thì thường chỉ giãn rộng hơn so với trong trường hợp không lúc phân nhánh là dưới 20 mili giây. Đặc biệt đối với lúc phân nhánh trái trước thì chúng ta sẽ thấy là trục của điện tim sẽ xoay trái từ -30 đến -90 độ. Chúng ta sẽ xuất hiện sóng Q ở D1 và AVL, sóng R nhô cao ở D1 và AVL, xuất hiện sóng S sâu ở D3 và AVS. Lý do tại sao lại như vậy? Lý do tại sao lại như vậy? Đó là trường hợp mà khi đây là điện tim bình thường, đây là điện tim bình thường, khi chúng ta cực cực của cả nhánh trái trước và nhánh trái sau thì chúng ta sẽ có sóng AVF, có sóng S nhỏ, sóng Q nhỏ và sóng R lớn. Trong khi đó ở D1 chúng ta có thể sống có sóng Q nhỏ và R lớn. Nhưng khi trường hợp mà chúng ta đã bị block hoàn toàn phân nhánh trái trước, điện thế hoàn toàn đi xuống phân nhánh trái sau và cực cực phía đi xuống thì sẽ tạo ra một cái sóng R dương nhỏ ở đây, và sau đó hoàn toàn toàn bộ cái điện cực này cực cực ngược lên trên và khiến tạo ra một cái sóng S sâu ở chuyển đạo AVF. Và tiếp theo đối với trường hợp là chuyển đạo D1 là cực cực từ trái sang phải thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ban đầu hoàn toàn là sẽ cực cực đi vòng điện thế đi theo phòng nhánh trái sau và cực cực vòng lên tạo ra một cái sóng R dương cao ở chuyển đạo D1. Các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Đặc biệt là chúng ta phải để ý là trong trường hợp mà chúng ta nhìn thấy một cái điện tâm đồ phức bộ QRS không giãn rộng đến mức độ block nhánh nhưng bệnh nhân có trục trái và không có dấu hiệu như là tăng gánh thất trái thì hãy để ý xem là bệnh nhân có block phân nhánh trái trước hay không. Và dấu hiệu block phân nhánh trái trước sẽ là chúng ta có sóng Q nhỏ ở D1 và AVL cộng thêm là cái sóng S sâu ở chuyển đạo D3 và AVF. Đây là dấu hiệu block phân nhánh trái trước. Đây các bạn có thể nhìn thấy khi chúng ta phóng to ra đây ạ. Sóng Q nhỏ ở D1 và AVL, sóng S sâu ở D3 và AVF. Tương tự như vậy, đối với block phân nhánh trái sau thì QRS thường giãn rộng hơn bình thường dưới 20 mili giây, trục thì xoay phải từ 90 đến 180 độ. Và đặc biệt là đối với trường hợp block phân nhánh trái sau thì sóng Q luôn có ở D3 và sóng sẽ có dạng RS lớn ở D1 và AVL, dạng QR ở D3 và AVF. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh các bạn rằng nếu trong trường hợp các bạn làm một cái điện tim phức bộ QRS thanh mảnh, không có dấu hiệu của tăng gánh thất phải mà có trục phải, thì hãy để ý xem là D3 và AVF có sóng Q nhỏ hay không. Nếu trong trường hợp mà trục phải và có sóng Q nhỏ ở D3 AVF, thì bệnh nhân là có dấu hiệu của block phân nhánh trái sau. Đây các bạn có thể nhìn thấy khi chúng ta phóng to lên, chúng ta sẽ có sóng Q nhỏ ở D3 và AVF, sóng S ở D1 và AVL. Vậy bệnh lý block nhiều phân nhánh là gì? Block nhiều phân nhánh chúng ta sẽ có 3 dạng, đó là block nhánh hai bên, sẽ gặp là block hoàn toàn một nhánh và block không hoàn toàn một nhánh còn lại. Đôi khi các bạn có thể gặp là block nhánh luân phiên, là bệnh nhân lúc làm điện tim thì block nhánh phải hoàn toàn, lúc làm điện tim thì block nhánh trái hoàn toàn, thì đấy cũng là điện tâm đồ của dạng block nhánh hai bên. Còn block hai phân nhánh là gì? Block hai phân nhánh đó là block nhánh phải cộng một phân nhánh trái. Còn block ba phân nhánh là gì? Block ba phân nhánh tức là block hoàn toàn một phân nhánh và block không hoàn toàn hai phân nhánh còn lại. Đây là điện tâm đồ một dạng block nhánh hai bên, các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Chúng ta có điện tâm đồ là block nhánh phải hoàn toàn, block nhánh trái không hoàn toàn và có BAV1 kèm theo. Đây là trường hợp mà gọi là block nhánh hai bên. Và những trường hợp này có một cái đặc điểm là những trường hợp mà block nhiều nhánh, nhiều phân nhánh thì bệnh nhân thường khi làm điện tim ấy thì hoàn toàn các bạn thấy một phức bộ P đi với một QRS. Nhưng những trường hợp này khi bệnh nhân trở thành block nhánh hoàn toàn thì bệnh nhân sẽ lập tức trở thành BAV3 luôn. Và những trường hợp này sẽ xuất hiện ngất rất nhiều lần. Và nguy hiểm hơn là bệnh nhân không phải làm cái nhịp chậm trước đó và xuất hiện khá đột ngột khiến cho bệnh nhân rất dễ bệnh nhân thể rơi vào tình trạng cấp cứu. Trường hợp block hai phân nhánh thì chúng ta sẽ có là block nhánh phải kèm với phân nhánh trái trước. Thì tiêu chuẩn là đây là sẽ là nhóm hay gặp nhất trong bệnh lý block hai phân nhánh, do hai cái nhánh này cùng được cấp máu bởi một nhánh đầu tiên xuất phát từ động mạch liên thất trước. Và tiêu chuẩn trên điện tâm đồ đó là độ rộng của phức bộ QRS thì lớn hơn 120 mili giây.
có dạng hình tai thỏ của block nhánh phải nhưng lại có trục trái. Có trục trái và có dạng R nhỏ ở cái chuyển đạo sau dưới như D2, D3 và AVF. Đây các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Điện tâm đồ này là hình ảnh một cái block nhánh phải hoàn toàn. Nhưng thường khi block nhánh phải thì các bạn sẽ có xu hướng là trục phải. Nhưng trường hợp này thì bệnh nhân lại có trục trái. Các bạn có nhìn thấy không? Bệnh nhân này có trục trái và có R nhỏ ở D2, D3 và AVF. Vậy trường hợp này là bệnh nhân có bệnh lý block hai phân nhánh, có block phân nhánh nhánh phải và phân nhánh trái trước. Trường hợp tiếp theo đó là block nhánh phải và phân nhánh trái sau. Trường hợp này khá là ít gặp. Với tiêu chuẩn thì sẽ là phức bộ QS lớn hơn 120 mili giây, và đặc biệt là có trục phải nhưng luôn có dạng R và có S lớn ở D1 và có đặc biệt là có sóng Q nhỏ ở D3 AVF. Vì vậy nhấn mạnh cho các bạn một lần nữa, khi các bạn làm một điện tim có bệnh nhân có trục phải nhưng không có dấu hiệu của tăng gánh thất phải, và để ý là có sóng Q nhỏ ở chuyển đạo D3 và AVF thì đấy là có dấu hiệu của block phân nhánh trái sau. Thế trường hợp này là trường hợp block nhánh phải và phân nhánh trái sau. Vậy đây là trường hợp mà chúng ta sẽ có gặp là block 3 phân nhánh. Các bạn nhìn thấy đây ạ, trục gì ạ? Trục này trục gì ạ? Trục phải ạ. Chúng ta có block nhánh phải hoàn toàn ạ. Chúng ta có block nhánh phải hoàn toàn, trục phải ạ. Có sóng Q ở gì ạ? Sóng Q ở đâu ạ? Trục phải chứ, các bạn vừa nhấn cái mạnh các bạn đấy ạ. Chúng ta phải có để ý sóng Q nhỏ ở D3 và AVF. Trường hợp này có sóng Q nhỏ ở D3 AVF. Vậy bệnh nhân này là ít nhất là chúng ta đã có block nhánh phải và block phân nhánh trái sau. Nhưng ngược lại các bạn nhìn thấy cái sóng P ạ. Sóng P ở chúng ta nhìn rõ ở chuyển đạo V1 vậy ạ. Thực ra chuyển đạo V1 này chúng ta cái sóng P này đã là block nhĩ thất cấp 2 rồi đấy ạ. Có hai sóng P mới dẫn được phức bộ QRS. Nhưng những trường hợp này chỉ cần đứt nốt cái phân nhánh trái trước là hoàn toàn bệnh nhân thành block cấp 3 thực sự. Tại những trường hợp này thì bệnh nhân thường là khi block cấp 3 sẽ rất nhiều sóng P mà không có phức bộ QRS và thường xuất hiện rung thất hoặc là xoắn đỉnh. Đây là một trường hợp khác. Chúng ta có trục là trục gì ạ? Trục là trục trái đúng không ạ? Trục là trục trái nhưng chúng ta có block nhánh phải hoàn toàn và đặc biệt là chúng ta có dạng SR nhỏ, S lớn ở D3 và AVF, có sóng S nhỏ ở chuyển đạo D1. Thì đây là block nhánh phải và phân nhánh trái trước. Như các bạn nhìn thấy đây ạ, các bạn thấy gì không ạ? Cũng đã có kèm block nhĩ thất cấp 2 rồi. Hai sóng P mới xuất hiện một phức bộ QRS, và trường hợp này là cũng là trường hợp block 3 phân nhánh. Còn một cái chúng ta có thể hay gặp, có thể ít gặp hơn, đó là rối loạn dẫn truyền trong thất không đặc hiệu. Vậy tiêu chuẩn nó là phức bộ QRS thì lớn hơn 110 mili giây, nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn của đầy đủ tiêu chuẩn của block nhánh phải hay block nhánh trái, và thường gặp được giải thích là tổn thương do thuốc, nhồi máu cơ tim hoặc rối loạn điện giải, và có một tỷ lệ nhỏ vẫn gặp ở trong những tuần thể khỏe mạnh. Đây là một trường hợp đấy ạ. Chúng ta nhìn thấy phức bộ QRS thì giãn rộng đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên trường hợp này chúng ta không thấy dấu hiệu của block nhánh phải hay block nhánh trái, thậm chí trường hợp này khi đo nhánh nội điện thì thậm chí lại còn tương tự nhau. Đây là trường hợp gọi là rối loạn dẫn truyền trong thất không đặc hiệu. Đây là một trường hợp tương tự ạ. Vâng, thì bài hy vọng là các bạn còn tỉnh để chuẩn bị bước sang cái phần một nữa, đó là đọc một vài cái điện tâm đồ về block dẫn truyền. Cái này thì ngắn thôi chứ không dài như cái trước đâu ạ. Trường hợp này thì sao ạ? Block nhánh trái hoàn toàn ạ. Dễ thôi đúng không ạ? Trường hợp này thì sao ạ? Trường hợp này thì sao ạ? Trường hợp này có gì không ạ? Vẫn làm block nhánh trái hoàn toàn thôi đúng không ạ? Chết. Trường hợp này ạ. Các bạn thấy là trục gì ạ?
Trục phải đúng không ạ? Có block nhánh phải, trục phải, nhưng thì chúng ta phải đi xem là có cái sóng gì đấy không ạ? Sóng Q ở chuyển đạo D3 và AVF không? Khi có sóng Q ở chuyển đạo D3 và AVF thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là sẽ có block phân nhánh gì ạ? Trái sau, đây là trường hợp block nhánh phải kèm theo nhánh trái sau. Những trường hợp này ạ? Rugera đúng không ạ? Chúng ta có dạng block nhánh phải như là sóng S ở V5 và sóng S ở V5 thì lại nhọn. Thế trường hợp Rugera đó lý do tại sao trong tiêu chuẩn chuẩn đoán block nhánh phải chúng ta có sóng S ở V5 hoặc V6 phải lớn hơn 40 mili giây. Trường hợp này ạ, trường hợp này thì chúng ta thấy là có block nhánh phải không hoàn toàn, đoạn ST nó hơi chênh lên một chút ở chuyển đạo V2 và V3, nên là trường hợp mà block nhánh phải không hoàn toàn ở bệnh nhân lõm xương ức đấy. Trường hợp này ạ, chúng ta có cái gì ạ? Trục là trục gì ạ? Trục trái đúng không ạ? Và có block nhánh thì ạ? Block nhánh phải hoàn toàn có trục trái. Và chúng ta có sóng R nhỏ ở D3 và AVF. Vậy đây là block nhánh phải và phân nhánh trái trước. Đúng không ạ? Và có kèm theo là gì ạ? BAV gì ạ? BAV1 đúng không ạ? Vậy tổn thương này là tổn thương block 3 phân nhánh ạ. Trường hợp này ạ, trục gì ạ? Trục trái đúng không ạ? Có tăng gánh thất trái không? Không có tăng gánh thất trái đúng không? Thì khi chúng ta thấy một bệnh nhân trục trái phúc bộ QS mảnh mà không có tăng gánh thất trái, chúng ta phải đi xem có block phân nhánh trái trước hay không đúng không ạ? Nếu block phân nhánh trái trước thì chúng ta sẽ có thấy có sóng gì ạ? Sóng Q nhỏ ở D1 và AVL và sóng S sâu ở D3 và AVF. Thì trường hợp này chỉ là block phân nhánh trái trước thôi ạ. Trường hợp này ạ, trường hợp này thì sao ạ? Trường hợp này chúng ta có trục gì ạ? Trục là trục trái đúng không ạ? Có dạng block nhánh phải đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng mà trường hợp này chúng ta có gì ạ? Có sóng delta đấy ạ. Chúng ta có sóng delta, đây là một cái trường hợp hội chứng VV tuyết B. Thì những trường hợp này chúng ta không gọi là block nhánh nữa. Trường hợp này ạ, trục gì ạ? Trung gian đúng không ạ? Nhưng có điện tâm đồ dạng gì ạ? Dạng gì ạ? Dạng gì các bạn? Trường hợp này điện tâm đồ chúng ta nhìn thấy có dạng block nhánh phải đúng không ạ? Ở V1, V2 có dạng block nhánh phải, nhưng ở V5 và V6 sóng S lại là sóng S nhọn. Vậy trường hợp này là điện tâm đồ dạng Rugada. Nhưng trường hợp Rugada này chúng ta lại thấy không thấy sóng R ở V1, V2. Và ngược lại là chuyển đạo ở D1 chúng ta lại có ST chênh lên. Đây là trường hợp mà Rugada nhưng lại có nhồi máu cơ tim đấy ạ.